Xin vui mừng được chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nguyên Hùng Audio. Và như đã nói trong video clip trước, hôm nay mình sẽ test cho các bạn cặp loa clip có một đây là KG4. Và trước khi test thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái đôi loa này. Có thể nói clip là một trong những dòng loa mà tên tuổi hàng đầu của Mỹ. Nó không phải là tên tuổi trong những dòng loa mà có giá tiền tỷ, nhưng mà so với những cái mức bình quân thu nhập ở bên Mỹ thì đây là một dòng rất là thịnh hành, rất là được nhiều người Mỹ ưa chuộng. Các bạn có thể xem những cái phim Mỹ, những cái phim bom tấn Mỹ, những phim mình gì nữa, nó có lướt qua những cái cảnh trong những cái phòng thu âm hoặc là trong những cái gia đình người ta có loa nghe nhạc, chúng ta thấy đa số chúng ta thấy nhiều dòng loa clip. Thì thương hiệu clip thì nó cũng có tên tuổi từ rất là lâu đời rồi, từ khoảng những năm thập niên 50 của thế kỷ trước, cũng là lấy tên của kỹ sư Bao Calip, người đã thành danh, đã tạo nên cái tên tuổi của hãng Calip, và là một kỹ sư rất là giỏi về chế tạo những cái dòng kèn của hãng, của cái thương hiệu này, của cái loa này. Và cái Calip mình giới thiệu KG4 cũng là một dòng được chính kỹ sư Bao Calip thiết kế và phát triển. Thì như các bạn đang xem phía trước thì đây là khi mình chưa tháo lưới, nhìn nó rất là cân đối và hài hòa. Thùng gỗ sồi và hai cái lưới màu đen. Lưới này là lưới vải lông xù, và cái tem clip nó nằm ở chính giữa phía trên của loa. Nhìn nó rất là đẹp và cân đối. Và mình rất là thích những dòng loa clip đời trước này, nó đa số thùng bằng chất liệu gỗ sồi, nó rất là gần gũi với tự nhiên, nhìn nó tôn lên cái sự sang trọng trong cái căn phòng nghe của chúng ta. Và để đi sâu hơn về đôi loa này thì mình sẽ tháo lưới ra để các bạn được hình dung. Thì cũng nói thêm là Calip KG4 là một cặp loa nằm trong những dòng loa đáng để chơi của hãng loa Calip. Đây, lưới của nó đây, lưới nó rất là đẹp, không có bị lỗ lỗ nào. Đối với những người mà chơi âm thanh mà có cái sự cầu kỳ trong ấy thì cái lưới người ta cũng không có muốn bị lỗng lỗ hay là bị thay bãi gì. Lưới này còn rất là đẹp. Rồi, mình khi tháo lưới ra thì các bạn sẽ hình dung thấy phía trước là ba loa. Thì mình nói trước là hai loa bass 20 và một loa treble coil. Loa treble coil này 25 cm. Và chưa dừng lại ở đó thì phía sau của nó còn sửa một loa bass 30 cộng hưởng nữa. Và cái loa bass 30 này nó có tác dụng là tăng cái âm bass thêm cho cặp loa. Thì để mình quay lại phía sau các bạn rồi mình sẽ giải thích thêm. Đây là bass 30. Thì bass 30 của nó, cái trong âm hình của giải trầm nó hiện mạnh mẽ hơn. Để mình quay gần lại xem. Đây bass 30. Âm hình của loa, dù là loa bass cộng hưởng nhưng mà cái điểm ưu điểm của nó so với những loa bass thường thì tất nhiên rồi, loa bass cộng hưởng thì bắt buộc cũng phải có một loa bass thật rồi. Loa bass thật nó rung, nó đánh ra tiếng hát và tiếng bass. Thì cái loa bass cộng hưởng nó sẽ nâng cái tiếng bass nó cao hơn và nó uy lực hơn. Và đặc điểm của loa cộng hưởng là nó không có ra tiếng hát mà nó chỉ ra tiếng trầm thôi. Cái điểm này nó rất là hữu ích trong cái việc mà ngăn những cái tạp âm nó ra ở trong cái loa bass. Đây, như mình đã nói, cái ưu điểm của loa cộng hưởng thì nó vẫn có cái nền, cái màng rung, nó thì không có cái côn loa thôi, nên nó vẫn tính là một cái loa bass 30 nha các bạn. Rồi, linh hồn của cặp loa nữa đó là treble coil. Treble coil của Calip thì luôn luôn là vậy, âm thanh nó luôn tái tê, luôn là thể hiện mượt mà và trung thực đến từng nốt nhạc. Những cái loa mà có Calip thì chúng ta bắt buộc phải có treble coil. Nếu những dòng loa không có treble coil thì đó là những dòng loa rất là thấp, những dòng loa dạng trung bình của Calip thôi. Chứ những dòng cao của nó thì đa số có treble coil hết. Rồi, bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe để cùng cảm nhận âm thanh của đôi này. We'll be right back.
sớm liên hệ mình theo số điện thoại trên để sở hữu cặp loa Clip KG4, một trong những siêu phẩm đáng để chơi trong tầm giá. Cặp loa này chỉ có giá 10 triệu rưỡi thôi, chất âm rất là tuyệt vời, và mình sẽ có những cái bài test với những cái bản nhạc khác, với những cái âm ly khác để các bạn cùng nghe và thưởng thức. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.